Mặc dù được cấp chứng thư quyền sử dụng đất, nay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ những năm 1975, nhưng hàng chục năm nay, nhiều hộ dân tại ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh lại phải chạy đôn đáo khắp nơi để xin lại đất của chính mình. Được biết, 5,9 hectare đất này được gia đình 4 hộ dân là Trần Thị Dạ, Đinh Thị Bạch, Huỳnh Văn On, Trương Thành Vĩnh khai hoang từ những năm 1970 để làm muối và được cấp chứng thư quyền sử dụng đất, nay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ trước những năm 1975. Đến năm 1978, hưởng chính sách cải tạo nông nghiệp theo chủ trương chung của nhà nước, 4 hộ gia đình có đất tại đây đã nhập vào tập đoàn 2 để cùng sản xuất muối. Năm 1981, tập đoàn 2 sản xuất muối tại xã Long Hòa bị giải thể. Gia đình 4 hộ dân trên đã có đơn xin lại phần diện tích của gia đình họ, nhưng không được chính quyền xã Long Hòa, huyện Cần Giờ giải quyết. Hồi trước năm 75 á, là tôi đã đang làm muối. Thì làm muối thì làm tới năm 75, rồi lên 75 xong rồi làm tiếp tục, làm muối cho đến năm 78. Tới năm 78 thì ủy ban xã Long Hòa mới là không cho dân làm riêng lẻ nữa, mà phải vào tập đoàn. Đó rồi tôi hỏi tôi mới đưa mẫu đất rụng muối để vô tập đoàn 2 để mà làm tập đoàn. Đó thì làm tiếp tục làm cho đến năm 80, cuối năm 80, đầu năm 81. Bắt đầu cái ủy ban xã với tập đoàn họp sau nghiên cứu nó là làm ăn không có hiệu quả. Rồi xin giải thể. Thì giải thể thay vì trả lại cho tập đoàn riêng của tôi làm riêng lẻ. Thì không trả mà giao cho huyện. Giao cho ủy ban huyện giờ thì ủy ban giờ cho cái công ty hải sản, nuôi trồng hải sản gì đó là nuôi tôm. Qua nuôi tôm suốt đâu 5-7 năm không nhớ mà rõ. Cái hết nuôi tôm cái bỏ quan. Từ cái bỏ quan đó thì các hộ của tôi nói thôi bây giờ riêng lẻ rồi mảnh này để xin. Xin đất để làm muối. Thì người xin trước người xin sau mà xin riết, xin rồi vô xã chỉ huyện. Rồi xin huyện, huyện chỉ thành phố. Lên thành phố chỉ về huyện. Thì tôi đeo riết từ tới hôm nay. Đứng tên nào đó ông già. Giờ ông già mất rồi để cho cô đứng tên. Giờ bây giờ từ ngày cô làm muối đó cũng như đằng mấy hộ đó đó. Giờ cô cũng tự đi xin hồi ngang lèn gần 2006 tới bây giờ. Hồi xưa thì còn làm ruộng muối. Thì tới giờ họ lấy tới giờ đâu có trả lại cho mình nữa. Bây giờ yêu cầu là xin nhà nước cấp lại cho cô thôi. Có giấy tờ đầy đủ luôn. Có giấy tờ, có bằng phán, thẻ. Cái sổ là hồi xưa là của... chánh quyền hồi xưa chế độ cũ cũng cấp người cày có ruộng đàng hoàng. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã giao toàn bộ diện tích đất thuộc quyền sở hữu của 4 hộ gia đình cho công ty liên doanh thủy hải sản Duyên Hải, nay là công ty phát triển kinh tế Duyên Hải để nuôi tôm. Ít năm sau, công ty phát triển kinh tế Duyên Hải không sử dụng đất và bỏ hoang. Đến năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định 6338 QĐ-UBND giao diện tích đất trên cho công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Fideco. Theo tìm hiểu, được biết ngay sau khi tập đoàn 2 sản xuất muối tại xã Long Hòa bị giải thể, một số hộ dân đã được Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trả lại và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua đó, dư luận đặt ra nghi vấn có hay không việc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cố tình giải quyết đơn thư xin lại đất của 4 hộ gia đình trên không theo đúng quy định của pháp luật. Báo điện tử Tầm Nhìn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan sớm vào cuộc làm rõ trình tự giải quyết đơn thư của các hộ dân trên qua các thời kỳ, làm rõ những cơ sở pháp lý để thu hồi 5,9 hectare đất của người dân có đúng theo các quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc